Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Amen. Kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ, kính thưa quý hội đồng mục vụ, quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Bài ca nhập lễ mà ca đoàn vừa hát lên gợi cho con nhớ đến cái ngày mà con bước lên bàn thánh trong ngày chịu chức linh mục, ngày 15 tháng 6 năm 2012, cách đây đã hơn 12 năm. Lời bài ca này cũng gợi cho con nhớ đến ngày 18 tháng 11 năm 2018, khi mà con đến nhận nhiệm sở là giáo xứ Hoàng Nguyên này. Bước lên trong tiếng nhạc, tiếng hát, bước lên trong lời cầu nguyện và bước lên trong tinh thần phục vụ. Đó là điều mà các linh mục luôn được mời gọi. Mặc dù vậy thì vẫn còn đấy những tham sân si của phận người. Cho nên cho dù lý tưởng thì rất là tốt lành, rất là cao siêu, thế nhưng vẫn hiện diện một con người bằng xương bằng thịt với những yếu đuối, bất toàn và tội lỗi. Hôm nay tôi dâng lễ này, thánh lễ kết thúc sứ vụ gần 6 năm mục vụ với vai trò là cha xứ của giáo xứ Hoàng Nguyên. Tôi xin cộng đoàn cùng hợp ý với tôi tạ ơn Chúa về tất cả những gì mà chúng ta đã cùng nhau làm được trong suốt thời gian gần 6 năm qua. Và đồng thời cũng xin Chúa tha thứ những tội lỗi và thiếu sót của tôi trong bổn phận, trong trách nhiệm mà tôi đã không chu toàn, để có thể làm nhờ qua đó mà làm thiệt hại cho giáo hội, thiệt hại cho danh của Chúa và thiệt hại cho những linh hồn, cho những tâm hồn bé nhỏ, yếu đuối nào đấy. Chúng ta cùng dâng lên Chúa thánh lễ này để tạ ơn, để xin lỗi và để xin Chúa tiếp tục chúc lành cho chúng ta, chúc lành cho giáo xứ, cho hết mọi người và cho những chặng đường tiếp theo mà tôi được Chúa mời gọi nữa. Nghi lễ hôm nay xin cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, Anna, Maria và xin tạ ơn Chúa. Với tâm tình sám hối, chúng ta cũng xin Chúa tha thứ những tội lỗi và bất xứng. Rất là nhiều khi mà chúng ta vì vô tình hay cố ý và xúc phạm đến Chúa cũng như xúc phạm đến anh chị em của mình. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Đức bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thiên, bình an dưới thiên cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúng công Chúa. Lạy Chúa, Chúa không hề khép kín từ tâm. Khi thấy con cái Chúa phải lầm than khốn khổ, Chúa đã tỏ lòng thương chúng con vô ngần, nên chúng con xin dâng lời cảm tạ và còn dám xin Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ, hầu chúng con được luôn luôn vui mừng phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Salomon đứng lên và cất tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel, chúc tụng Đức Chúa, Đấng đã ban cho Israel dân người được nghỉ ngơi. Đúng y như người đã phán, không sai một lời nào trong tất cả những lời tốt lành. Người đã dùng ông Môsê, tôi tớ người, mà phán, xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở cùng chúng ta như người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta, nhưng xin hướng lòng chúng ta về với người, để chúng ta bước đi trên mọi lẻo đường của người và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời ta khẩn khoản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở trước tôn nhan người đêm ngày, để người bênh vực quyền lợi tôi tớ người và quyền lợi Israel dân người, ngày nay qua ngày khác, như thế mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta mà bước đi theo các giới răn và tuân giữ các mệnh lệnh của người như ngày hôm nay. Đó là lời Chúa.
ngợi ca danh Chúa từ giờ đây và đến mọi muôn đời. Hãy ngợi ca danh Chúa từ giờ đây và đến mọi muôn đời. Lạy người tuổi tớ Chúa, dâng lời ngợi ca chúc khen. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc, cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người, ta trở lên tinh tuyền thánh thiện. Nhờ tình thương của Người, theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời. Ân sủng Người đã ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm lên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang Người trong Đức Kitô. Cả anh em nữa, anh em đã nhận lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần. Đấng Thiên Chúa đã hứa Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.
đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một trong bọn họ thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cách đây mấy ngày thì cha xứ có nói với con ngày hôm nay, chiều nay lễ đồng tế thì con chia sẻ lời Chúa, và con thật sự là bối rối và không biết chia sẻ cái điều gì. Thế nhưng cha xứ lại gợi ý vào chia sẻ về thánh lễ tạ ơn, thì ngay trong đầu con đã bật lên hình ảnh của 10 người phong hủi, và trong đó có một người được Chúa Giêsu chữa khỏi trở lại tạ ơn Thiên Chúa. Và con đã mượn hình ảnh của người phong hủi đến tạ ơn Chúa để chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, đối với người Kitô hữu thì khi bắt đầu làm một bất cứ một công việc nào đó thì người ta thường xin chúa ơn của Chúa soi sáng, giúp sức và chúc lành cho công việc của mình. Đồng thời xin mọi người cộng tác để giúp đỡ, để cho công việc được thuận buồm xuôi gió. Con thấy ở nhiều thánh lễ, nhiều người xin lễ để chúc, xin được bình an cho công trình xây dựng và rất nhiều những công việc khác. Người ta xin lễ, và rồi khi hoàn thành công việc đó, người ta lại có những tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Và cũng sống trong tâm tình đó mà trong giờ phút này tất cả chúng ta quy tụ bên nhau trong ngôi thánh đường này để cùng hiệp ý với cha xứ Phaolô
dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cùng cảm ơn nhau. Có thể nói trong suốt quãng thời gian Ngài phục vụ tại ba giáo xứ Hoàng Nguyên, Cổ Liêu, Thủy Trú và một số giáo họ trực thuộc, có lẽ cha xứ Phaolô đã cảm nhận được hồng ân Thiên Chúa và tình yêu của Ngài dành cách riêng cho chính cha xứ Phaolô. Đồng thời, Ngài cũng cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của bà con giáo dân dành cho Ngài. Kính thưa cộng đoàn, tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau là nét đẹp trong đời sống của con người và có giá trị vô cùng cao quý trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Tuy nhiên, khi nói tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau thì xem ra rất bình thường, rất dễ, nhưng ít ai đã thực hiện một cách trọn vẹn. Bởi vì ngày hôm nay người ta rất hà tiện trong việc dùng những tâm tình đó. Trở lại với bài tin mừng chúng ta vừa nghe thì Thánh sử Luca đã thuật lại một biến cố khi Đức Giêsu đi ngang qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê, thì có 10 người phong hủi đón gặp và xin Ngài chữa cho khỏi bệnh. Thấy vậy, Đức Giêsu liền bảo họ hãy đi trình diện các tư thế. Và vâng lời Đức Giêsu, họ đã đi trình diện các tư thế và đang khi đi thì tất cả họ được khỏi bệnh. Cả 10 người được khỏi bệnh, nhưng lại chỉ duy nhất có một người thấy mình được khỏi nên đã quay lại để tôn vinh và tạ ơn Chúa. Đặc biệt người đó lại là một người ngoại giáo, một người Samari. Thánh sử Luca ghi khá tỉ mỉ về tâm tình tạ ơn của người Samari này. Tin mừng ghi lại, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn Ngài. Người Samari này đã tin nhận chính Đức Giêsu đã giúp anh thoát khỏi căn bệnh hủi. Có thể anh ta đã nhận ra được ơn của Chúa ban và đón nhận ân sủng của Ngài, đồng thời nhìn nhận mình đã chịu ơn của Thiên Chúa. Vì vậy, anh ta đã quay trở lại sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Đó là một thái độ, một tâm tình tạ ơn trong sự khiêm nhường của người Samari khi mà Đức Giêsu chữa cho anh ta khỏi bệnh hủi. Còn chín người Do Thái thì sao? Họ cũng được sạch nhưng lại không quay trở lại để tạ ơn. Có lẽ vì họ quá chú trọng đến việc thi hành luật là đi trình diện các tư thế để được công nhận mình khỏi bệnh, để được hòa nhập với cộng đoàn như trước. Và cũng có thể vì quá vui mừng nên họ đã đi tìm gia đình, bạn bè mà quên đi một điều: ai đã cứu họ? Tuy nhiên, dù lý do nào đi chăng nữa thì họ vẫn không có tâm tình tạ ơn Đấng đã cho họ được khỏi bệnh. Họ không nhớ đến, họ không trở lại để tạ ơn Ngài. Nhưng thực ra Thiên Chúa không cần chúng ta ca tụng, không cần con người ca tụng, nhưng được ca tụng Chúa lại là một hồng ân của con người, là một hồng ân cao cả. Bởi vì những lời ca tụng của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng lại đem lại cho chúng ta ơn cứu độ, đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Mà điều đó đã được ghi rõ trong Kinh Tiền Tụng Thánh Thể 4. Do đó, tâm tình tạ ơn rất cần thiết cho con người. Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống là một chuỗi những ân huệ nối tiếp nhau. Những ân huệ này được đan xen với những ân huệ khác tạo nên cuộc sống của chúng ta. Có những ân huệ do chính Thiên Chúa ban tặng, nhưng có những ân huệ do chính con người mang đến cho chúng ta. Vậy nếu trong cuộc sống là một chuỗi lãnh nhận các ân huệ, thì con người cũng cần có những tâm tình tạ ơn
Và đối với người Kitô hữu thì tạ ơn Thiên Chúa là một điều tất nhiên, và cũng còn có những lời tri ân với mọi người. Vì vậy, cho dù cuộc sống có vui, có sướng, có khổ, có buồn, thì cả cuộc đời của chúng ta đều là sống trong tâm tình tạ ơn. Nói như lời Thánh Phaolô đã nói, hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Kính thưa cộng đoàn, cha xứ Phaolô đã về đây ở và phục vụ chúng ta đã gần 6 năm. Chúng ta cũng nhìn thấy thực tế thành quả tốt đẹp mà cha xứ đã để lại cho chúng ta về cơ sở vật chất, về đời sống tinh thần các hội đoàn, đặc biệt là đời sống của các em thiếu nhi trong ba giáo xứ Hoàng Nguyên, Cổ Liêu và Thủy Trú. Có thể nói rằng thành quả đó đều có ơn của Thiên Chúa và có sự cộng tác của mọi người. Vì thế, dâng thánh lễ này, chúng ta hiệp ý cùng với cha xứ Phaolô để tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người đã cộng tác trong suốt thời gian qua. Tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn mọi người, đó là tâm tình của người Kitô hữu. Bởi vì thành quả tốt đẹp mà Ngài cha xứ Phaolô đã để lại cho chúng ta vô cùng to lớn. Chúng ta nhìn thấy cơ sở vật chất đã thay đổi và con người cũng thay đổi, từ các hội đoàn, từ các em bé thiếu nhi cho đến tất cả các hội đoàn đều được thay đổi nhờ công ơn của cha xứ Phaolô. Vì thế chúng ta cùng hiệp ý với cha xứ dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau. Trước khi kết thúc bài chia sẻ, xin kính chúc cha xứ Phaolô đến nhiệm sở mới được bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ân sủng của Chúa, để cha tiếp tục hăng say trong sứ vụ là tông đồ của Chúa, và ước chi cha luôn là hình ảnh sống động và là hiện thân của Đức Kitô giữa cộng đoàn giáo xứ. Xin Chúa chúc lành cho sứ vụ mới của cha, và xin Chúa cũng ban ơn lành cho tất cả mọi người chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha vẫn luôn hiện diện giữa gia đình giáo xứ chúng ta, chính Người đã nối kết và hiệp nhất mọi thành viên để cùng nhau xây dựng giáo xứ này. Vì thế, với trọn tâm tình cảm mến tri ân, chúng ta cùng dâng lên Người những lời cầu xin. Xin hãy dùng con như khí cụ của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong hội thánh luôn là những sứ giả loan báo tình yêu của Thiên Chúa bằng đời sống phục vụ khiêm nhường và bằng đức ái mục tử. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đã ban cho dân tộc Người được bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết từ bỏ tham vọng vũ khí để nỗ lực hòa giải những mối bất hòa tranh chấp, đồng thời ra sức xây dựng hòa bình cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Được tạ ơn Chúa là một hồng ân, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ Hoàng Nguyên luôn biết sống tâm tình tạ ơn Chúa bằng cách tích cực tham dự thánh lễ và chuyên cần cầu nguyện, đồng thời nỗ lực cộng tác với các vị chủ chân trong việc góp phần thăng tiến đời sống giáo xứ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Hãy đi và làm cho muôn dân nhận biết Chúa.
chúng ta cùng cầu xin Chúa luôn giữ gìn, đỡ lâng cùng ban mọi ơn lành xuống trên cha xứ Phaolô trong hành trình mới của sứ vụ mục tử. Nhờ đó, cha có thể giúp đoàn chiên được nhận thấy khuôn mặt của một Thiên Chúa là cha yêu thương. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, cầu Chúa. Lạy Chúa là đấng đáng muôn đời ca ngợi. Chúa đã thương đổ trên chúng con ân huệ dồi dào trong Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin thương nhầm lời chúng con khẩn nguyện mà cho chúng con luôn được sống trong tình yêu và bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã ban con một cho chúng con để cứu chúng con khỏi sự dữ và khỏi tay tử thần. Hôm nay xin vui nhận lễ tạ ơn chúng con dâng tín, vì Chúa đã không để chúng con gặp thử thách gian nan.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng... Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta giảm quyền rằng: Lạy Cha chúng con ở trên, con nguyện dành Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con xin Cha để chúng con xa chừa cám dỗ, nhờ cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình vào máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Thank you.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là nguồn sự sống, Chúa ban bánh trường sinh để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và tăng cường sinh lực cho chúng con. Ước gì chúng con luôn được Chúa hướng dẫn cho đến khi đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng ngồi xuống một chút. Xin mời quý cha an tọa, xin mời cộng đoàn ngồi. Trọng kính cha xứ, quý cha đồng tế. Kính thưa thầy xứ, quý sơ, quý cố, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trong giờ phút linh thiêng và xúc động này, con xin được đại diện cho giáo xứ có đôi lời tâm tình gửi đến cha xứ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Kính thưa cha, thấp thoáng đâu đó mới ngày nào, cộng đoàn giáo xứ chúng con hân hoan vui mừng
được về trên giáo phận. Ban cho giáo xứ chúng con một vị chủ chăn mới, thì hôm nay trong giờ phút này, những bồi hồi lưu luyến xúc động chúng con cũng không nói lên được lòng mình. Kính thưa cha, thánh lễ đầu tiên mà cha dâng tại ngôi thánh đường này là khởi đầu sứ vụ với giáo xứ chúng con, thì hôm nay chúng con không ngờ lại là thánh lễ kết thúc sứ vụ của cha đối với giáo xứ chúng con. Làm sao chúng con không khỏi bồi hồi xúc động lưu luyến sao được? Vì người giáo huấn ân cần dạy dỗ chúng con từ nay không còn ở đây nữa. Trong sự biết ơn, chúng con nhận ra rằng đấy là một hồng ân lớn lao Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con. Cho dù có nhớ nhung, luyến tiếc đến đâu, thì chúng con không thể giữ cha ở mãi cho riêng mình được, mà phải vâng với Chúa trước ý định của Ngài và của giáo phận. Chúng con nhận ra rằng có luyến tiếc bao nhiêu thì chúng con phải cảm tạ ơn Chúa gấp bội, vì Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con một vị mục tử tài đức khôn ngoan, đã mở ra cho giáo xứ chúng con được hưởng nhờ trong suốt 5 năm 10 tháng 6 ngày. Tình yêu thương và lòng nhiệt thành của cha, đời sống đức tin của chúng con được thăng tiến, các hội đoàn được củng cố và đi vào lề lết theo tinh thần của giáo hội. Đặc biệt hơn nữa, cha luôn quan tâm đến các em thiếu nhi, giới trẻ và các người già ốm đau bệnh tật trong và ngoài giáo xứ. Việc chăm lo đời sống đức tin cho chúng con, cha còn mua đất, chuyển một số gia đình để lấy không gian xây nhà xứ, nhà mục vụ, nhà đa năng để cho chúng con có nơi hội họp, các cháu học giáo lý. Chúng con nguyện xin Chúa ban cho cha sức khỏe, ơn bình an để tiếp tục trên con đường sứ vụ mà Chúa và giáo phận trao phó cho cha. Chúng con xin cha thứ lỗi những thiếu sót cho chúng con, đôi khi làm cha phải phiền lòng trong tâm tình cảm tạ và biết ơn những công lao của cha. Giáo xứ chúng con có món quà mọn kính cha, xin cha vui nhận. Xin em sáng ơi em, cảm ơn cha nhiều. Đoàn chúng con cùng chung tiếng dâng lên câu cảm ơn. C.A.M. sáng ơi em, cảm ơn cha nhiều. Đoàn chúng con cùng chung tiếng cảm ơn cha nhiều. Cảm ơn ông chùm trưởng đã có những cái lời rất là đơn sơ, chân thành và cũng rất là tình cảm đại diện cho cộng đoàn trong cái thánh lễ mà tôi kết thúc sứ vụ tại giáo xứ Hoàng Nguyên này. Chúng ta có chàng pháo tay cảm ơn ông chùm trưởng.
Kính thưa cộng đoàn, linh mục được truyền chức là để được sai đi. Truyền chức là để được sai đi, sai đi để thi hành theo tiếng gọi của Chúa. Thế cho nên cái việc mà thời gian này ở xứ này, thời gian sau ở xứ khác, nó là một sinh hoạt rất bình thường của giáo hội. Và mỗi khi mà tới đâu đấy thì nói theo cái cách nói của nhà thơ Chế Lan Viên: khi tôi ở chỉ là nơi đất ở, nhưng khi tôi đi, đất đã hóa tâm hồn. Đến đâu thì nơi đó là gia đình. Gặp người nào mà mình phục vụ thì nơi người đó là người thân. Anh em linh mục chúng tôi cùng với quý sơ, quý thầy không được chọn cái nơi mình đến, không được chọn cái người mình phục vụ, không được chọn công việc mình làm. Giống như một người thợ khi được sai vào một thửa đất nào đấy, cho dù là đất sỏi đá hay là đất màu mỡ, thì người thợ đó đều phải mang tất cả những khả năng và những ơn lành mình đã đón nhận mà cày, mà cuốc, mà sới để trồng cây và để Thiên Chúa thu hoa trái. Đó là công việc của các linh mục, các tu sĩ trong giáo hội của chúng ta. Và đó cũng là một nét đẹp trong đời sống đạo của giáo hội Công giáo. Những cái gì mà chúng ta đã cùng với nhau làm được trong thời gian gần 6 năm qua, thì trước hết chúng ta phải nói đó là ơn của Chúa. Tôi rất thích cái câu của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Côrintô. Ngài bảo rằng: tôi có là gì thì đều do bởi ơn Chúa, và tôi có làm được gì thì cũng đều do bởi ơn của Chúa. Nếu không có Chúa chúc lành thì thợ nề vất vả cũng chỉ là uổng công thôi. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Và cùng với ơn Chúa, đó là sự cộng tác của tất cả mọi thành phần dân Chúa nơi làng Hoàng Nguyên này. Nếu mà không có sự cộng tác của hội đồng mục vụ, nếu mà không có sự cộng tác của quý cụ, quý ông bà và tất cả anh chị em, thì những kế hoạch, những dự tính, những ý tưởng sẽ không được thực hiện. Tôi rất là cảm ơn tất cả mọi người vì đã hưởng ứng những cái ý tưởng và lời mời gọi của tôi trong cái đường hướng xây dựng giáo xứ này. Từ việc xây dựng và phát triển cho các em thiếu nhi, cho đến xây dựng các cơ sở vật chất, đây là kết quả chung của tất cả chúng ta, không phải của riêng tôi. Tôi chưa bao giờ nhận một cái thành quả nào là của riêng mình cả. Nó là kết quả chung của chúng ta. Thời gian vừa rồi, Đức Giáo Hoàng Francisco có nói đến tính đồng trách nhiệm. Ngài bảo rằng giáo hội không phải của hàng giáo sĩ, cũng chẳng phải là của giáo dân, mà giáo hội là của các tín hữu. Có nghĩa rằng tất cả những ai được rửa tội thì những người đó là chủ của giáo hội và có trách nhiệm xây dựng giáo hội. Cho nên là Ngài mời gọi các thành phần dân Chúa trong giáo hội thể hiện cái tính đồng trách nhiệm. Giáo hoàng, giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, giáo dân, tất cả cùng với nhau trong tinh thần đồng trách nhiệm để xây dựng giáo hội của Chúa. Và trong suốt thời gian gần 6 năm qua, chúng ta đã làm cái điều này rất là tốt, rất là tốt. Cho nên là hôm nay tôi muốn dâng lễ tạ ơn Chúa về tất cả những điều ấy. Trước hết là xin cảm ơn bà Trí. Từ ngày tôi về với giáo xứ Hoàng Nguyên, bà Trí đã luôn lo lắng cho tôi tất cả các bữa ăn. Cho dù là trời nắng hay là mưa, cho dù là mùa đông hay mùa hè, cho dù là nhiều khi không có tiền, bà Trí vẫn lo rất là tốt. Ngay cả cái thời dịch Covid vẫn cố gắng để lo cho tôi với các thầy
các bữa ăn rất là đầy đủ. Nhờ đó mà tôi có đủ năng lượng để phục vụ Cộng đoàn Dân Chúa ở miền này với gần 6.000 giáo dân. Xin cảm ơn quý sơ đã cộng tác rất là nhiệt thành, và quý sơ bên nhà khuyết tật, rồi quý sơ bên hiệp nhất. Hiện diện, sự hiện diện của quý sơ ở nơi mỗi giáo xứ nói lên sự hiện diện của nước trời, như chính giáo hội đã nói trong tông huấn về đời sống thánh hiến. Các sơ không chỉ hiện diện mà các sơ còn cộng tác rất là đắc lực trong việc giúp cho các em thiếu nhi, trong việc thăm viếng những người già, kiểu mình thánh Chúa cho bệnh nhân. Cả tuần bận rộn, cả tuần vất vả, nhưng vẫn sẵn sàng để bày tỏ lòng thương xót của Chúa qua những công việc như vậy. Cảm ơn quý sơ rất là nhiều. Cảm ơn quý hoạt động mục vụ đã mãn nhiệm, những người đã làm việc với tôi trong thời gian 4 năm về sau này. Thời gian mà giáo xứ chúng ta có nhiều công việc nhất, có nhiều sự kiện nhất, có những lúc tưởng chừng công việc đi vào bế tắc, có những lúc tưởng chừng không thể tìm cách để giải quyết được. Tuy nhiên mà nhờ sự nỗ lực và cố gắng của các thành viên hội đồng mục vụ đã cùng chia sẻ với nhau, đã cùng hợp tác với nhau, và mọi sự cũng đã vượt qua. Tôi xin cảm ơn ban hội đồng mục vụ tân cử, những người chỉ mới làm được hơn một tháng nay thôi. Đa phần chưa bao giờ làm hội đồng mục vụ, tuy nhiên mà cũng đã rất cố gắng và nỗ lực. Mới nhận chức thôi, thế nhưng mà đã phải lo đủ thứ chuyện. Hôm nọ, bác Tăng có nói với tôi rằng mới nhận được hơn một tháng mà tôi đã rời đi nơi khác, lại bắt đầu làm việc với một cha xứ mới, chưa biết tính cách tính tình thế nào. Tôi bảo rằng cứ an tâm, đã có Chúa lo hết, không có sợ gì cả. Xin đã cảm ơn chính quyền các cấp và chính quyền huyện Phú Xuyên, rồi ở thành phố Hà Nội, đặc biệt là xã Chi Thủy, và lãnh đạo của thôn Hoàng Nguyên đều đã rất là ủng hộ cho chúng ta trong những công việc, trong những tổ chức. Và một cách riêng xin cảm ơn anh Quyết, là con dân của làng Hoàng Nguyên này và luôn nghĩ đến nơi chôn rau cắt rốn của mình. Không chỉ tuyên xưng đức tin ở nơi mình làm việc, mà còn luôn cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ, vun vén cho quê hương. Đó là một cái điều rất là tốt lành. Tôi xin cảm ơn các xóm, các hội đoàn, các ban đã rất nhiệt thành trong các công việc và những lời mời gọi mà tôi đưa ra. Ví dụ như việc chúng ta tổ chức đọc kinh liên gia vào tháng 3 và tháng 11, các xóm làm rất là tốt. Đó là hình ảnh của một sự cộng tác mà Chúa luôn mời gọi nơi giáo hội chúng ta. Anh chị em ca đoàn, ban kèn, ban trống luôn rất là sẵn sàng cho các thánh lễ, nhất là khi mà chúng ta tổ chức lễ khánh thành chủng viện, rồi trước đó là lễ chuyển chức linh mục. Dòng dã 2 tháng trời tập tành mà không thấy ai kêu ca gì cả, rất là vui vẻ, rất là phấn khởi. Tôi cảm ơn rất là nhiều. Và cảm ơn quý huynh dự trưởng giáo lý viên, được gọi là cánh tay trái của các cha xứ. Nếu như hội đồng mục vụ là cánh tay phải, thì huynh dự trưởng giáo lý viên là cánh tay trái. Bởi vì nếu như không có huynh dự trưởng giáo lý viên, thì sẽ không có người đồng hành với thiếu nhi. Hiện nay chúng ta có hơn 400 em thiếu nhi ở nguyên cái làng Hoàng Nguyên này, từ 5 tuổi cho đến 14 tuổi. Với 400 em ấy mà không có một đội ngũ nhân sự đông đảo thì không thể giúp cho các em được. Mặc dù có sự hướng dẫn của cha phó, của thầy sứ, của quý sơ, nhưng nếu như không có những huynh dự trưởng giáo lý viên thì không thể làm tốt được.
mặc dù ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng, nhiều khi còn bị nhiều người nói này nói kia, thế nhưng mà anh chị em đã rất là hy sinh, cố gắng và nỗ lực. Tôi xin chân thành cảm ơn các giáo lý viên, huynh dự trưởng đã cùng với tôi trong suốt những năm tháng qua phục vụ cho thiếu nhi. Đối với tôi thì việc mục vụ số 1 luôn là thiếu nhi, bởi vì thiếu nhi là tương lai của gia đình, của giáo xứ, của giáo hội và xã hội. Nếu mà chúng ta chăm lo cho các em thiếu nhi tốt, chúng ta sẽ có những em giới trẻ tốt, chúng ta sẽ có những hội viên của các hội đoàn, các ban tốt, chúng ta sẽ có những gia đình tốt. Cho nên thiếu nhi luôn là ưu tiên trong việc chăm sóc mục vụ. Và tôi cũng xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em, các bậc phụ huynh quan tâm đến con em của mình trong việc học văn hóa, trong việc trau dồi nhân bản, và đặc biệt là học giáo lý, chăm chuyên chăm cầu nguyện. Một ngôi nhà chúng ta có thể xây trong vòng 3 năm, ngôi nhà thờ này có thể xây trong vòng 4 năm, tốn kém. Thế nhưng mà để có được 400 em thiếu nhi là những con người trưởng thành, là những người công giáo tốt, thì chúng ta không chỉ tốn kém về tiền của, không chỉ tốn kém về công sức, mà còn phải mất thời gian ít là 10 đến 15 năm. Một thời gian dài lắm. Thế cho nên đầu tư cho thiếu nhi luôn là một ưu tiên của giáo hội. Tôi rất là tạ ơn Chúa vì cho đến bây giờ, khi mà nhìn vào ba giáo xứ Hoàng Nguyên, Cổ Liêu và Thủy Chú, tôi đã có thể an tâm cách nào đó về thiếu nhi của chúng ta. Tôi xin cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em, những người đã âm thầm cầu nguyện cho tôi, cho các công việc của giáo xứ, những người đã hỗ trợ tôi cách này cách khác. Xin cảm ơn một số gia đình trong giáo xứ rất là thiện chí, thỉnh thoảng lại mời ăn cơm, rồi cho cái này cho cái kia. Có những người thỉnh thoảng cho tôi tiền đổ xăng, cho tôi thịt bò, thịt vịt, gà, rau, rồi cho phở, cho khoai lang. Những cái món quà mà cộng đoàn gửi đến cho chúng tôi, bày tỏ cái sự quan tâm, nói lên cái lòng yêu mến. Chúng tôi rất trân trọng về cái điều đấy. Không phải vì giá trị, nhưng vì tình cảm. Giá trị thì có thể qua đi, nhưng tình cảm nó sẽ còn mãi. Tôi xin cảm ơn cái sự động viên rất hữu ích của quý cụ, quý bà và anh chị em ấy. Và còn xin cảm ơn cha phó trong suốt thời gian cha về phục vụ với giáo xứ, và cha đã vui lòng đón nhận những cái công việc mà con mời gọi, đặc biệt là đồng hành với thiếu nhi, với giới trẻ và những công việc khác nữa. Ngài đồng hành mà chưa thấy ngài kêu bao giờ cả, rất là tốt lành. Còn cảm ơn cha Gioan hôm nay đã đồng hành với con trong thánh lễ này, và trong suốt những năm tháng qua mà cha vẫn luôn hỏi han rồi quan tâm cách này cách khác. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, người Việt Nam của chúng ta nói rằng nhân vô thập toàn, cho dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì vẫn còn đó những tội lỗi, những thiếu sót, những bất toàn. Trong suốt thời gian mà tôi đồng hành với cộng đoàn ở đây, chắc hẳn tôi không thể tránh khỏi những điều ấy. Những lời nói thì bực tức, thì không kìm nén được cảm xúc, nhưng thái độ cử chỉ có thể sẽ làm cho một số người không hài lòng, hoặc là không vui, hoặc là mất đi cái tiếng tốt của mình. Tôi xin chân thành xin lỗi nếu như vì cái sự bất toàn và thiếu sót của tôi mà làm thiệt hại hay là làm mất đi cái sự bình an, niềm vui của ai đấy, thì cho tôi xin lỗi. Xin cộng đoàn cũng thêm lời cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới. Bằng sở chỉ có một nhà thờ với 1.700 giáo dân, thế nhưng mà có khá nhiều công việc để làm. Cách đây khoảng một tiếng, cha phụ trách ơn gọi gọi điện cho tôi bảo rằng là
đang muốn đưa 20 thầy phó tế về tĩnh tâm trước khi chịu chức linh mục ở bằng sở, thì liệu có tổ chức được không? Tôi bảo là mai con về mới có thể quyết được, hôm nay chưa giải quyết được cái gì cả. Rồi lại chuẩn bị lễ sinh nhật trên trời của cha Thánh Phêrô Lê Tùy, rồi những ngày lễ hành hương và những ngày lễ khác nữa. Chắc hẳn là sẽ có nhiều những công việc chờ đợi tôi ở phía trước. Xin cộng đoàn thêm lần cầu nguyện cho tôi để tôi chu toàn cái sứ vụ mà Chúa trao phó qua bề trên giáo phận. Sáng ngày mai 8:30 tôi sẽ lên bằng sở để bắt đầu sứ vụ mới. Và đến ngày 11 tháng 10 vào lúc 9:30 tại nhà thờ giáo sứ bằng sở, Đức Tổng Giám Mục sẽ chính thức trao sứ cho tôi, với việc trao chìa khóa, trao ghế chủ tọa, trao tòa giải tội, trao giếng rửa tội, trao dây chuông và trao chìa khóa nhà chầu để tôi trở thành mục tử riêng của giáo sứ bằng sở. Và tôi xin mời quý ông bà và anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện trong thánh lễ. Ngày 11 tháng 10 vì rất đông khách hành hương, dự kiến khoảng chừng 40.000 người, cho nên là cộng đoàn đi tham dự thánh lễ. Nhưng mà nếu như tôi không tiếp đón được một cách chu đáo thì xin vui lòng thông cảm cho tôi. Một lần nữa con xin cảm ơn quý cha, cảm ơn thầy sứ, cảm ơn quý sơ, quý đồng mục vụ, các ban hội đoàn và tất cả những ai đã cùng với con trong suốt gần 6 năm qua cử hành các bí tích, cầu nguyện, làm các công việc mục vụ để xây dựng giáo hội tại quê hương, tại làng Hoàng Nguyên này. Xin Chúa chúc lành và trả công cân xứng cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng đổ tràng hoa tay cảm ơn nhau. Hôm nay cũng là thánh lễ cuối cùng tôi dâng với tư cách của cha xứ. Lần sau mà về đây thì không còn là cha xứ Hoàng Nguyên nữa, chỉ là cha khách thôi. Nên xin chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Tôi ra đi lần cuối, nhưng mà rồi sẽ trở lại. Xin cảm ơn. Chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúa ta không còn.